Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 10 đồng token ULIS Swap. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 50 triệu nhé. Đã có 121 tài khoản holder và đang phát sinh 268 giờ giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net, link truy cập website được mình đặt ở dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được các website, các bạn làm cho 2 bước để cho đơn giản. Chúc mừng, lúc 1 các bạn sao chắc con chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy con chắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn ok rồi. Và các bạn quay trở lại ví MetaMask hoặc ví chút đơn của các bạn nhé. Và thêm địa chỉ token vào ví chúc mừng. Ký hiệu token là Julie. Số token 18 nhé. Token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token nữa đây. Rồi, sau khi đã thêm một gì thì token một tí, các bạn quay trở lại website claim.net vừa nãy mở nhé. Các bạn tìm bước 2, nhấp vào cái link nhấp gọn đây để nhận token đây. Rồi, các bạn nhấp vào đây giúp mình, nhấp vào Anadrop. Rồi, chương trình Anadrop sẽ kết thúc vào chức năng này nữa nhé. Mà giá sau khi lên nhất lên sàn nó là 1 tỷ sử dụng sẽ bằng 0,5 đô nhé. Các bạn nhấp vào đây, yêu cầu 10 ULIS nó hiện ra các bạn về. Các bạn kết nối cái ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Rồi, các bạn chờ một tí nhé, hiện thì các bạn khi ra nhé, đang là bị báo lỗi ở đây rồi, vào đây khi ra là 0.000661 PLD nhé. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn mới thường xuyên theo dõi site claim.net nhé để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng mới nhất trên nền mạng và đường dây blockchain. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch ba lần, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trận đầu. Ngoài ra trên đây còn để ra tài khoản giao dịch các sàn khác, bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu các bạn khó đăng ký, bạn có thể xem qua một số hướng dẫn đăng ký các sàn giao dịch ở trên đây. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 10 đồng token ULIS Swap. Các bạn có thể ủng hộ kênh và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.